Thưa quý vị, sáng nay, Hội nghị Chính phủ với các địa phương chính thức khai mạc với quy mô toàn quốc dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đến dự có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ ngành trung ương, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì điểm cầu tại thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lưu Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hội nghị nhằm đánh giá tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016-2020 và đề ra nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để hoàn thành các mục tiêu phát triển trong năm 2021 cũng như các năm tiếp theo. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nền kinh tế đất nước ta đang tiến nhanh về phía trước và chắc chắn dân tộc ta sẽ tiến nhanh hơn nữa về phía trước. Riêng năm 2020, dưới tác động của COVID-19, nhiều nước rơi vào suy thoái, Việt Nam là quốc gia hiếm hoi duy trì tăng trưởng dương, dịch bệnh được kiểm soát, bảo đảm an sinh xã hội. Công tác xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng cũng được đảng, nhà nước đẩy mạnh. Bằng quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, Việt Nam đã tạo ra hơn 1.200 tỷ đô la Mỹ GDP trong gần 5 năm, trên một nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, với tăng trưởng kinh tế bình quân 6,8% một năm giai đoạn 2016-2019, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tổng kết kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2020 và 5 năm từ năm 2016 đến năm 2020, như thảo nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, dự thảo nghị quyết số 2 của Chính phủ thực hiện nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.